Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và hôm nay thì em lại cập nhật cho anh chị và các bạn các mẫu xe đang có mặt tại địa chỉ 399 Nguyễn Xiển Thanh Xuân, Hà Nội. Và chiếc xe đầu tiên em muốn gửi tới anh chị và các bạn đó là chiếc xe Honda CRV phiên bản máy 1.5 sản xuất là 2018, ngoại thất màu trắng, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, lăn bánh với quãng đường là 26.000 km, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và xe đã được uh, kiểm tra kỹ lưỡng cũng như là chất lượng chiếc xe lịch sử của chiếc xe anh chị nhé xe thì hiện tại showroom đang giao bán với mức giá là dưới 935 triệu xe là bản full bản cao cấp nhất đấy bản N xe Honda CRV thì nó có 3 phiên bản thì đây là phiên bản cao cấp nhất đấy, anh chị ạ đấy, anh chị bạn quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ và chiếc xe đầu thứ hai đó là một chiếc xe Ford Focus Sản xuất là 2016, xe là phiên bản S. Có trang bị đầy đủ các tính năng như về phần đầu xe có trang bị đèn bi rồi là rửa đèn pha, cảm biến. Cam thì chủ xe đã lên cam lề cũng như cam hành trình. Rồi áo cảm biến áp suất lốp, dán kính màu, rất rất nhiều các tính năng được chủ xe lên dẫn chiếc xe này. Và chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là dưới 579 triệu xe đăng ký tên tư nhân. Đấy, chị bạn thể thấy. Mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ. À. Em quay qua một vòng để anh chị bạn cùng tham quan qua. Nếu cần thông tin kỹ hơn thì có thể để em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết các thủ tục như là sang tên di chuyển rồi là hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp. Em sẽ có giải đáp thắc mắc cho anh chị và các bạn một cách nhanh nhất và rõ nhất để anh chị và các bạn có thể sở hữu được chiếc xe mình yêu thích. Đấy, xe cực kỳ đẹp, cam kết nguyên bản, nguyên zin trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị bạn có thể yên tâm và chọn lựa xe tại Showroom xe cực kỳ đẹp anh chị nhé và tiến tới một chiếc xe tiếp theo em muốn gửi tới một chiếc xe hạng sang của nhà Mercedes-Benz chiếc C200 Exclusive sản xuất là 2019 mẫu mới năm 2020 có trang bị đầy đủ như đèn multi bin rồi la răng hợp kỹ la răng mạ trôm với các chi tiết nổi bật được thiết kế mới rồi mâm đúc hợp kim rất rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn được tích hợp trên trên chiếc xe này xe có ngoại thất màu đỏ pha lê nội thất ghế da màu kem đăng ký tên tư nhân biển khánh hòa và lan bánh với quãng đường là một vạn mai rồi và chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 500 triệu sẽ có giảm và thỏa thuận cho anh chị và các bạn lại giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình mọi chi tiết của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo về đuôi xe thì có trang bị đèn dạng led rồi các chi tiết cốp trang bị cốp điện Đấy, các chi tiết anh chị bạn thấy không gian cốp rất là rộng rãi và cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn là xe full lịch sử hãng anh chị nhé nên anh chị và các bạn có thể yên tâm và chọn lựa chiếc xe này bao check hãng test hãng rồi là ra gara chỉ định đầy đủ cho anh chị và các bạn mọi chi tiết còn rất mới nếu anh chị và các bạn mà yêu thích cái dòng mẹc C Đời cao hơn thì em có một chiếc c300 AMG ngay sau đây thôi đó là chiếc xe c300 AMG ngoại thất màu xanh carbon size đăng ký biển tỉnh xe đây là sản xuất là 2019 đăng ký tên tư nhân biển tỉnh làm bánh với quãng đường là hơn 2 vạn Mai rồi cam kết là không bị đâm đụng không bị ngập nước máy móc nguyên dinh biên bản báo test kiểm tra trách toàn quốc anh chị nhé Đấy, xe là phiên bản mới nó có trang bị đầy đủ các tính năng option loa thì trang bị hệ thống âm thanh loa vòm rồi các chi tiết keo chỉ rồi cũng như là nội thất ghế da của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo giá chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 700 triệu sẽ có giảm và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình anh chị và các bạn quan tâm hãy liên em em số điện thoại trên màn hình nhé, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ cho anh chị và các bạn có thể sở hữu được chiếc xe này một cách nhanh nhất mà tư vấn anh chị và các bạn thủ tục mua trả góp với lãi suất ưu đãi. Và bên trong đây thì em lại có một chiếc Mazda 3 sản xuất là 2018, phiên bản 1.5 sedan đăng ký biển thành phố. Xe lăn bánh với quãng đường là hơn 30.000 km rồi, mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp anh chị ạ. Em sẽ quay qua một vòng chi tiết để anh chị bạn cùng tham quan với em nhé. Chiếc xe này hiện bên showroom đang giao bán với mức giá là dưới 575 triệu. Xe có ngoại thất đủ chạm màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Các chi tiết của chiếc xe còn nguyên di nguyên bản. Cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị bạn có thể yên tâm chọn lựa. Các bác nào cần mua trả góp thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em có thể là tư vấn cho anh chị các bạn một cách rõ nhất. Và đây là một chiếc xe cuối cùng ngay tại cửa hàng Đó là một chiếc Land Rover Range Rover Evoque Phiên bản Dynamic sản xuất là 2012 Nhập khẩu nguyên chiếc Xe có ngoại thất màu đỏ Nội thất đỏ đen Đăng ký tên tư nhân Biển Hà Nội Và xe lăn bánh với quãng đường là 5 vạn mai rồi Mọi chi tiết của chiếc xe rất đẹp ạ. Trang bị đầy đủ các tiện nghi option 5 cam Cam 360 đấy ạ. Rồi là các chế độ lái tự động đùi chuồng cảm biến trước sau cam đùi rồi là loa mắc Merion rồi các chi tiết đầy đủ trang bị là option trên chiếc xe này giá chiếc xe đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 080 triệu anh chị và các bạn quan tâm có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ cho anh chị bạn có thể sở hữu chiếc xe này và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của mùa án xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đóng góp cho em ở phần bình luận để em có thể tiếp thu được những cái chưa được để mang đến những nội dung tốt nhất.